Dạ xin chào bà cô chú anh chị các bạn đến kênh Hương Quê. Dạ hôm nay thì ba bơm nước ra để tắt bè bao bắt cá của chú. Thì mà ba cũng chuẩn bị xuống rẫy rồi, bây giờ bơm nước ra hết luôn để mình tắt bè bao mình bắt tôm cá. Thì hôm nay đại gia đình của Nương cùng nhau để ra bắt cá nha. Đây nè cô chú, nãy giờ thì cha cũng bơm nước ra cũng nó khô rồi nhưng mà nó còn nước nè. Bây giờ sẽ lấy cái tay lưới kéo này mình kéo một tay lưới kéo trước nha. Khi nào nó cạn rồi sẽ mò bắt cá. Ồ cá nó phóng quá trời luôn. Hôm bữa trên đây là nước nó ngập hết luôn cô chú. Bây giờ là xả ra hết luôn rồi mình bơm nước ra hết để cho đất nó khô á. Để ba xuống trồng rẫy. Hôm nay là đại gia đình cùng nhau đi tát về bao bắt cá luôn nha. Đây, Bảy với cha, với chú Bảy, anh Bình. Bơm nước rồi sáng tới giờ luôn á cô chú. Bây giờ nó khô được bao nhiêu rồi nè. Bây giờ mình xuống bắt cá từ từ. Cái này kéo, ta lưới kéo trước hả cha? Kéo trước đi. Kéo tập xuống. Cái gì nó phóng kìa. Mày quá trời có linh. Trắng thì vua rồi đó mà. Dạ. Cá đen thì không có nhiều rồi. Bây giờ đại gia đình của Nương xuống bắt cá nha cô chú. Quá trời mò luôn rồi kìa. Cái tay lưới kéo nè chú Bảy ơi, mình kéo một tay trước đi bắt cá trắng ha. Rồi. Qua. Wow. Nhảy lên sườn luôn. Cua cua kìa. Thấy vô thao kìa không? Vô thao nè. Như vậy bắt tôm nữa kìa. Còn ba đây cái hao nữa nè. Để vô hao luôn. Ba con bắt dính cái cục phi trước. Cái cục phi ai ai bắt trước? Ba, ba chạy đây nè. Cha với mình bắt sao á. Anh Bình cứ bắt chơi anh Bình ơi. Xong cái mình ép cái xuồng vô mé. Nó cái gì không đẩy? Cái chơi. Cha móc cái gì kìa? Lắp. Ủa, không có không bự không bự rồi bự rồi chọc giải rồi giải chưa có tính giải không giải rồi. Ủa tôm kìa dữ hả? Ủa tôm rất tân. Cây lông. Tôm có là cây nha, cây không có lông. Có bún rồi kìa lông. Cây con. Còn tôm. Còn tôm không? Bảy giết là cái Bảy ơi. Cái Bảy sao băng vô ở chú Bảy không đi đâu hả? Bảy cái lóc vô đúng giống đồ. Để đồng đi. Vậy để phòng đi. Lắm. Ủa cá rô phi kìa. Bảy rồi hả? Cái chỗ tao không thấy cá mày. Vậy để lên xuồng đi chút về. Gom lên. Tôm nữa kìa. Bỏ đi với xuồng đó. Chú Bảy kiếm cá gì vô đó, cái lục bình với chú Bảy. Ủa tôm nó nhảy kìa, tôm nó nhảy lên nó con đi sao bắt tôm chưa? Cái gì vậy? Dò con. Nay có bé Long ham vui nữa nè, qua bắt cá tiếp nữa kìa. Cá phì. Cá phì. Tôm hả anh Bảy? Dò con. Ủa giờ ai cũng mò chứ không ai kéo lưới chứ. Tại mò luôn đi, khỏi kéo luôn. Chút kéo luôn. Đúng. Khá lắm chàm. Quá trời tôm luôn nè. Tại cô chú rồi bà ba rất là nhiều tôm luôn á. Cái con phi con bự bự không? Con cua nữa hả? Dạ. Quá ốc quắn rồi còn cặn cặn không? Con thấy tôm nhảy lên bờ luôn á. Ống kìa. Ủa trời đụng cá gì chạy rồi. Cái lưng không. Cái lưng chột 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 chột. Cá giảm nè, cá này cũng lạ lắm nè.
giờ mấy cha con với mấy ủa cá luôn cá vô quý bự giờ mò tay hết luôn rồi mò mò thấy ham chưa chị cái thao nhảy ra quá phóng phóng cái thao bự nè thao bự nè thao bự nha ủa con phi bự dữ phải để vô cái gọng kìa cái thao cái anh Bình đưa cái thao hết rồi cá ba cơm gọng ra lại để ngồi bỏ xuồng á ba cơm bỏ xuồng á rồi kéo lưới đi kéo nè cái con cơm á sao mà sao bắt nó được ha để chị lên bắt mấy con cơm kìa con tôm nó nhảy lên kìa con nãy giờ có con tôm còn chưa chứ bảy nãy giờ vẫn chưa dính con gì hết trơn ăn sao còn cá nhóc trơn kìa tôm nhóc nhảy lên bờ luôn rồi nè ơ à, nó lúng luôn không thấy cua tôm kìa mày đây nè nó tôm kìa chị ơ à, nó lúng rồi tôm kìa má luôn ra đây còn tôm bắt má ơi đây nè hon tôm mạnh kìa ờ long để vô cái thao kìa đây nhóc tôm trơn luôn nè nó phúng lên lên bờ á nước khô quá nó phúng lên bờ luôn ờ con tôm kìa nằm trên cái cái đống cây luôn rồi kìa quá tôm rồi để tắt đi xuống đây lúng rồi lên hết được rồi cần cần đẩy xuồng lại cho nó bỏ mấy gom vô quá nhảy thấy bảy đã dìm cô à thấy không con tôm nó nằm trên cái cây đó luôn kìa ủa cái gì nó giỏi cái gì kìa lớn bắt lâu con tôm nó bay lên đây luôn nè ồ dính luôn quá wow. Hai tay hai lái tôm luôn đây mà đá này cho lên con cá bên đây nổi phình luôn nè Long Long cá bên đây nè Long để con coi cá gì đây mà đẩy xuồng ra đây nè cá này trắng trắng nè còn sống mà thấy nó bơi 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 kìa đúng rồi tôm tôm cái lông lông nó cá gì phên à, cắp 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 kém ơi rồi gọi rớt rồi bữa nay Út Kho cầm máy quay rồi chú chị con tôm nè đẩy xuồng đẩy xuồng nè ôi đụng con cá gì á gặp cơm nó bò lên bò nó bò phúng rồi dục hả cha ồ cá hơi bự rồi ồ đụng con cá gì bự lắm rồi chú vô chàm để vô xuồng kìa Long để xuồng luôn ngồi nổi đậu chân tôm quậy hơi đục nước nó khờ nổi bắt đầy xuồng ôi dạ không dạ ôi kéo nổi đây ủa cá gọi cá nó phóng ra rồi kìa ủa thứ bảy dính rồi rồi đầy mặt thứ bảy luôn rồi kìa cá gì đâu mà dính rồi nào ta dạy vừa đụng luôn à học vô học vô vừa đụng nó mỏ luôn à đã lóc quá cá thì phóng phía sau luôn rồi coi chừng cá chơi quằn lắm đụng có con phi không nhỉ cá chơi không tôi có chơi chưa kiếm cá cua đồng đó thêm bảy kiếm cá cua đồng lắm móc móc đất ra luôn anh Bình gặp chưa chưa gì gặp gì chưa cái bỏ nước luôn rồi bắt em ơi bỏ nước luôn rồi chứ bảy thấy ham quá à đúng không đúng không móc hang rồi cá lóc hả đâu cho ba cha rút tay vô cho đâu Long
cá gì? Cò giọt rồi, cá ké đến ba cá. Đến một phi. Rồi đâu cũng cá luôn. Cái gì cha? Cá lóc hoặc bự không cha? Được không? Tới tay dài. Tay dài anh Bình. Anh Bình á, anh Bình tay dài. Tay Bình bự thật chứ ăn vừa đâu. Cái này nhỏ. Bắt cá rồi vậy Út ơi. Wow. Quá trời cá luôn bắt cá. Thì làm quá giỏi. Long bắt móc cái gà. Nè hãng xuồng Long rồi. Trời sao móc nó sâu vô đâu cũng mang được. Ồ một phang cá tôm luôn rồi. Anh Hoàng. Anh Hoàng. Tôi chị. Tôm này rộng không ba? Cá chưa cha? Chưa luôn hả? Anh Bình vô thử đi. Anh chắc cũng vừa tới quá. Cá lóc. Bự không Hoàng? Lóc không được. Dừng ốc chứ bắt cá dừng ốc rồi. Bỏ lớn hết rồi. Qua giải rồi. Qua bắt chín, qua giải rồi. Cá rô phi là bắt ba. Cá lóc là cha. Còn cá chê. Còn con cá chê với cá cua đồng. Cá lóc. Trời ơi, cá rồi. Sao rồi? Dính vô. Dính vô. Dính vô cha. Trời ơi, bự. Thôi rồi, con cá sạc bớt. Ủa, bắt anh Bình cá này ngon. Cá sặc bướm rồi. Cá sặc bướm. Rồi, kéo nha. Rồi, kéo lưới tiếp luôn. Vừa kéo vừa mò. Cá chậu lâu này sao bắn dính rồi cậu ạ. Chuối vô luôn á. Chuối chậu. Em anh đi sao mò. Ôi, văng. Xuống dưới ốc ơi. Xuống bắt cá dưới ốc ơi, vui lắm. Ui, đạp nó luôn nè. Ôi, cá lên nhảy như pháo bông vậy á. Bữa nay anh Hoàng được nghỉ cô chú nên là đi ra bắt cá cùng với gia đình luôn. Có hàng cá lóc có vô hàng. Đúng rồi. Đâu? Ôi, tôm nè. Đâu rồi. Ui, gọi nó cái phóng rồi. Tôm ở phóng. Cá quá trời luôn. Bự phóng mất tiêu. Wow. Ui. Cái đó. Cái hủ phi. Cá chơi hả? Cá chơi. Đâu, dừng ốc bắt cá chơi kìa. Trời. Dừng ốc bắt được con cá chơi rồi. Dừng ốc bắt chín cá chơi hả? Hay chứ dừng ốc. Tôi vậy. Đấy à. Hên xui. Để lại thôi, còn dừng lại. Còn dừng lại. Chị lại kéo lưới tiếp rồi, chú Bảy ơi. Tao mình. Không thấy. Dính không? Mặt dấu rồi, mặt dấu rồi. Nhú lúc có dính luôn rồi. Mà không gặp à. Ồ, dính con tép luôn. Nhóc tôm hết trơn kìa. Ôi trời, đụng luôn. Đụng con tôm nữa chứ. Có gì tôm ra hả vậy? Tôm nhất này nó giạt mé luôn rồi. Cá phi bự ghê luôn. Đúng không, con cá gì bự? Cá phi nhiều lắm luôn. Cá gì? Ui, cá gì hắc lá, cá hắc lá. Cá này hai. Cá rồi cắn nó thôi, nó muốn chạy ra. Ôi, vô Út bắt cái lạ lạ cái ngon. Cũng có kiếu cá mà cắn cá lạ vậy đó. Xuống là dính con cá chê liền luôn á. Ôi, nhảy. Quá trời cá trắng tôi rồi. Cá chê bự không chị? Chị? Bạn vừa vô. Dễ xíu à. Dễ xíu à. Cái đĩa. Quá trời cá linh với cá lồng tông. Quá trời tôm luôn rồi.
Ủa một thao tôm luôn rồi cơ. Có lứng một á. Mới không? Rộng đi. Dạ rộng. Cái đó đổ qua cái xề được không cha? Cái trắng này không được luôn. Lấy ra bò vô hai chân đủ thiên sạc. Bắt bạn ta. Cậu chưa đi trước mà đi trước ngoài. Thôi đừng đi trước. Cá nó lẳng lẳng giờ. Nơi chưa kìa. Rồi cái vợt lấy đâu ta? Con đẹp lắm. Dính tôm dữ lắm, dính tôm. Vậy các lát rồi dính một cây. Này chụp cũng dính. Mặt dính bảy sình không rồi cơ. Cái cô Phi bận bãi đó. Gian đại mặt luôn. Cái cô Phi này. Ủa đã chứ chưa có cá bự ngồi. Dạ. Xúc vô cái gì đây? Xúc vô ai lựa lựa đây mình chứ. Đổ vô xù luôn đi. Rồi gì? Cha. Đâu ai đổ vô đây? Cha lấy cái thao kìa cha. Ủa cái thao tôm đâu rồi? Cha đổ vô hả? Đổ vô đậu rồi. Rồi để đây lên cho mẹ lựa. Cá Phi bự á. Bắt cá Phi ra đi, không có để cầm xuống, để cầm xuống đây. Con cầm không hết luôn. Cha kìa chị kìa cho cha bắt. Cái một tay cầm không hết cá cô Phi này luôn á. Cá Phi nó gần nó chỉ ngon. Nè để vô cộng luôn đi, cái nó gọng cái gì. Đẩy xuống đây ở xuống ơi. Rồi lú xuống lại. Hồi nãy ăn sao còn sót tên nhiều lắm luôn nhưng bắt qua. Cái này phải có ai gọng cá mới được. Có cá cái gì mình lựa ra nữa mình nghe con cá là loại lạ mình nhảy. Ui nhảy luôn rồi cơ. Dạ. Cá mới nhảy ra ngoài vậy. Cứ bự. Chưa để con ra sao lật nó từ lôi nữa. Cá nó giữ kìa. Con cá gì vậy? Ghét con cá gì ở đây ta? Cá cũ không ta? Ở này chắc nghỉ buồn nghỉ kéo qua mò luôn quá. Thôi. Hồi đó mình kéo về nó vô mé mò á. Dạ. Hốc quắn luôn nè. Ngon mà. Đồng bên bên đi để hồi đè chết chân là đâu ngon đâu. Khoan để con lựa tôm cái phải kéo tiếp nữa. Thấy lựa tôm hả? Không à. Em đã đây bảy con. Đây nè cô chú nãy giờ được bao nhiêu tôm rồi nè. Ba bỏ. Quá trời luôn nãy giờ bắt tay với kéo hướng nè. Đựng luôn nè. Mấy cái tôm đâu đựng vậy chị? Chị ngút bắt được con cá bông tượng luôn. Tát 13 quá trời tôm luôn. Xuống ngoài 2 tí rồi. Dạ. Nó có lưới một á. Dạ kéo thêm một lưới dài vô. Để con đi ra làm sao. Cái lóc 2-3 lưới á. Dạ. Trời ơi, tiêu luôn. Cái lóc bắt để xuồng trước đi khoe làm gì cho nó chạy. Ở đâu giờ ba đem ra trước hay gì? Đem ra cho nhẵn á. Để trước cho chút đi. Để cho chỗ nào nó ớp lưới á. Cá bờ cái lóc. Thiếm bảy nãy giờ em gùi thiếm bảy nãy nãy được ngon cá cô Phi. Hai con tạt cát nè đường này nè. Dạ không tay con bấy trơn nè tôm kẹp nữa anh Bình mỏi gì trong ống tre em gùi về. Công nhận giữa ngốc bắt cá lạ lạ những út đi ngược lại. Mày kéo nè đúng rồi tiếp nè kéo đi. Cái này là cá giữ nè. Chị ơi đứng lên bỏ lưới kìa. Ôi dính con cá rô Phi mà nó ụt. Ở phía trước phía sau vòng vòng gì lúc nào cũng đụng cá hết chứ. Xuống này đứng là cá nó đụng vô người luôn. Phép lên trên nhấp chứ. Con bé mò kiếm cái rô động bé. Cái rô động phải đẩy xuống quá, đẩy xuống quá ta quan đẩy xuống quá lụm ăn sao á tôm nhiều lắm còn mà cá chẳng thôi. Một người đi xa lụm tôm nó ấy lên cho lắm luôn tép nhóc chưa luôn. Chú Bảy này ru à đẩy. Mắc niệm hết rồi. Nói chú Bảy kéo rồi. Tôm bành kia kìa. Nô quá, gặp bắt con nô quá. Ui, cái gì cha? Đúng rồi. Chạy rồi. Cái con Phi dám đột nữa đó. Đủ gầu vàng bà luôn. Ồ, cá ép nè hả? Mò bắt được con cá ép nữa. Thả cái lại đi chị. Thả lại đi. Bắt tôm quá trời luôn kìa. Quá trời tôm luôn kìa.
Ồ, Dương Út với anh bắt tôm quá trời luôn rồi. Anh Dĩa khổ 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 rồi. Còn dính cha. Ồ, tôm bự dữ lắm, đâu, chưa lắm. Đây. Ủa, ngọt hay vậy? Ủa vậy? Được đó, nó còn sống. Ờ, còn sống, còn sống. Đây. Tạm là bự cá gì bự vậy? Thường quá bự, để vô đây gọng. Tôm. Ồ, tôm ơi. Tôm, như vậy tôm. Tôm để trong cái xài nè, lông nó không có phóc. Dạ. Thế mình đem gọng luôn rồi. Ui, cá. Rồi. Thử cá nào nhảy ra ngoài rồi. Cá nào nhảy ra ngoài. Cua cua kìa, đẩy đẩy. Lùa nó lại đẳng cái túm lứ lên luôn. Hôm nay tôm nhiều. Cá lưu kiếm chạy quá luôn. Cá chạy dưới chân nước nhiều quá, nó giọt đi đó. Đó là cái rồi. Tao phải phóng mình lớn luôn. Cá nhiều quá làm cái chơi trơn. Hồi nãy bốc ba giục con tôm bự vô đó dữ lắm. Ui, chạy ơi. Cái gì cái chảnh. Con tôm nè, thấy cái gâu quá hả? Nó thấy gâu quá nè. Đụng nữa nè. À. Ủa, tôm bự với mày. Năm nay trúng tôm rồi, ba quá trời tôm rồi. Anh Hoàng đi ở phía sau lụm tôm rồi. Ôi. Cái gì chị? Đậu luôn. Đây, con tôm này cô chú. Bắt tôm thấy hem. Ủa, nghe cái gọng luôn này. Nó khác kìa. Tôm đó nè. Đúng rồi. Con mình kìa. Giọt con cơm. Ừ. Tay tao. Con kìa. Ủa, đang con nữa nè. À, à. Còn mà dính cái dảnh cái mua phi không à. Quá quá. Quá, bắt tôm. Đây nè cô chú, quá trời tôm luôn. Một sợi tôm luôn rồi nè. Nãy giờ mò bắt được một sợi tôm. Ủa, cái gọng đâu rồi? Cái gọng cha đang buộc bên kia chị. Tính đổ tôm vô. Cha đổ tôm phải không cha? Để lên đây bắt luôn đi. Có cua. Ồ, tôm kìa. Ồ, có cá sáng kìa. Ôi, cá gì bự lắm luôn nè. Đó, tôm. Rồi mình lựa tôm rồi. Quá trời, cái hàm. Ồ, con cá gì bự, cá gì. Cái này là cái này. Dù cá thắt lát bự kìa. Tôm hết hồn thơm không? Con thắt lát. Cô Hiến bỏ rồi. Dạ, chạy thả lên đi cô. Rồi. Cá chèn răng. Cá chèn phải không anh Bình? Chèn răng. Chèn răng hả? Hai con. Anh để đây chút vô, chút vô ấy bắt tôm trước thôi. Chút ba đổ vô hao lựa lại. Cái gì phóng rồi. Nó tôm kìa. Dạ. Còn kìa nó chứ bảy nữa.
Lúa gầu nè, lúa gầu bên đây còn. Rồi, xong lắm nè. Rồi cha, cha, đổ vô là cha cho vô rộng luôn đi. Nãy giờ bắt đó. Nè đổ sao không đổ đâu. Vô mấy vô xề đi. Xài đi. Xài chân phóng luôn rồi. Không đổ tôm đi mà đổ vô thao. Đổ vô mấy cái hộp đi. Đổ cá vô thao không xề quá nhỏ. Đó giờ cá nó nhỉnh mà. Mình kéo cái nó dồn lên đắng hết rồi. Bắt dài dài tới luôn. Đây còn một cái hát. Phóng một cái hát lát cái gì cho. Ôi cái hát lát kìa. Coi đổ đổ hết vô thao luôn đi ba. Lên lửa lên. Á à, vuột vuột. Sẵn dồn cái thao trắng vào luôn kia luôn anh Bình ơi. Ai bưng lại mẹ cho lửa cá giùm đi. Đi anh Bình đi đi. Lửa đi. Đây nào mới dẫn nè. Con bỏ vô. Kia trong cái gọng kìa Long. Cá nhiều quá đi lúng đó. Đi chơi nè. Cái cá con còn trong vuột hoài. Ây, bắt con tôm á. Ba quá người ông nổi đi. Ngán người ông nổi. Anh Bình lúng đó. Nghe kìa anh Bình ơi. Ủa chú lên 7 kìa hả? Ủa còn ơi, 7 kìa, một bụng tôm luôn rồi kìa. Nãy giờ con bỏ hết 7. Quá cá lên mạng rồi chú ơi. Đó, để đó đây. Trời đó. Không để cá lên. Anh đổ vô gọng đi để tôm nó ấy hả? Nó. Ủa đây nè, đây nè tôm nè. Có không, có không? Chị ơi, lông trên đây có cá lóc nè. Đó gì đâu. Ủa cá lóc lên bờ luôn hả? Ừ, đấy. Cái vợ con kìa, tôi luôn. À, cầm chắc đi Long, có tôm luôn. Đây nè. Cầm hết nổ lên, hết tay luôn kìa. Cá lóc ở đâu vậy bà? Cá lóc hả? Cá lóc quá. Có thú quần. Mẹ. Lại để vô đâu đi chị, cái lóc kìa cho thằng Long kìa thôi nó đi chị. Kìa. Nè anh đổ vô giùm mấy. Tôi cái thùng cho Long để vô. Cái thùng nè. Thò cái nó muối dông lên. Rồi, có một phi. Nó gọi liệu phi. Đâu đâu đâu. Ngay tàu lá chuối. Con cá gì bự lắm nè. Cái gì vậy? Ôi, con tôm phóng lên má dừng úp. Ôi, chừng rớt cái gọng em. Gọng tôm mà. Ép gọng dữ lắm luôn á. Mà giờ mình bắt tôm không. Ôi cá kìa đâu. Cái vui quy. Giờ quả nguyên gọng tôm vậy luôn. Ông bự lắm hả anh Bình? Đó chứ anh đụng cái đùi thấy cũng bự á. Ủa rồi đi hả? Chưa còn trong hang. Dạ. Tiếp con câu ai đầy cái hang cá luôn rồi. Đâu. Cái này đâu để gọng vậy không? Dạ. Úi. Quá trời. Cái này làm cái ông bọng hả? Ủa sao không bay tốt? Tới. Đúng rồi cái ông bọng. Cá lóc bự lắm. Đùi. Dí con cá lóc kìa. Dí 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 cá lóc. Đúng không? Khét quá đúng trời luôn vậy. Khét thì nấu canh đã. Còn cái đuôi cá lóc đó. Ui cá chạy. Cá lóc nhỏ, cá lóc nhỏ. Chạy ra con trời. Trời. Bự cà bá luôn. Cá luôn rồi. Cá lóc. Đồ chăn ra luôn rồi. Cá bự mà. Tôm nhảy lên bờ luôn rồi. Con chuối xuống rồi đó. Ở nãy lấy miếng cua lên nó gì? Không đem vợ theo. Còn lấy vợ cầm cái đó vợ bự chết vợ bỏ đi. Cái lông bự quá. Cái thau này anh còn không? Còn không cha? Còn không? Còn này cái con gì nè? Để chơi. Bởi vậy cái ông bự nó kéo xuống lại dùm dùm con cái gì luôn. Không không. Còn cá lóc bự không? Lấy cái vợ ơi. Lấy cái vợ còn con bự. Dạ.
bự quá không ra không. Úp xuống nghe. Có người lấy mà đè xuống bắt nè. Chạy vô đó. Chạy ra được. Cái gì vô à, anh Hoàng cho cái rộng lại thì chú Bảy đựng tôm kìa. Chị đẩy xù lại chú Bảy kìa. Chưa chưa. Rồi đưa cái túi này còn cái túi này. Rồi đưa đây. Đẩy xuồng, đẩy xuồng lên chú Bảy. Chắc này lo dí con cá lóc rồi. Ôi, Vẫn Út không để cộng luôn kìa Vẫn Út. Có không cha? Không tới luôn hả? Ừ. Nãy đụng. Còn cá gì chổng không? Lừa quá, chừng chừng với giọt ra nha. Khoan, đâu có tiêu với giọt rồi. Rồi. Đây, 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 đẩy xuống. Đây, lửa, lửa tôm. Đúng không? Chú Bảy cởi nó quá luôn rồi. Đâu? Rồi ra, thấy rồi. Chạy mất mẹ rồi. Thôi. Mẹ toàn phong. Ôi. Mẹ rồi. Mẹ mới đẩy vô luôn đi. Đi hết con rồi. Quá trời bự luôn. Anh mời đi. Ôi toàn phong luôn kìa anh Bình. Thôi nó lóc xuống. Nó lóc xuống. Mẹ đẩy vô cái gọng kìa. Cái giọt kìa. Đây đây đây. Để em lên. Kìa bắt con tôm kìa. Bự. Cái hai con sạch á. Dạ. Vậy nó chạy hết con. Chạy hết con rồi. Nè nè anh để bánh này. Bỏ sức cá lóc. Quá trời cá lóc này chắc ký không ta? Khoan khoan khoan, để con lên bờ kìa. Cà rồi. Dân dân. Chí nãy giờ rồi con cá lóc bự. Ủa cá lóc bự chứ. Ủa hả? Hỏi không em khiên tiếp cho. Được rồi. Kiếm Bảy ơi, bỏ nón luôn hả? Kìa em Bảy, đổ vô gọng kìa em Bảy. Thôi nó phóng lên bờ luôn nè. Thấy cái này không mà không bỏ luôn. Kìa em Bảy đổ vô đang đi gọng luôn kìa. Để nó ngọt. Dạ? Còn con nữa, còn con nữa. Rồi con này đổ ra ngoài đi. Kẻ cái giỡn kìa. Đổ có lóc lên bờ đó anh. Kiếm cái gì gọng có lóc đi nè nè nè. Được rồi, được rồi, được rồi. Lại chứ Bảy thôi. Con Hải kia lên bờ. Nó kìa. Xương chạy mới được. Anh đem tôi ngoài gọng cho sống. Bữa nay bắt tắt qua bắt cá vui như Tết. Quá. Trời cá tôm luôn. Kìa. Ở cái chân vô Bảy luôn, đổ không cá. Cái lóc nữa. Cá chê. Cá chê hả? Chè ừ. Lóc rồi đó. Còn con nó chạy ra thì mình chụp cái vợt biếm nó cho nó chạy ra vô vợt á. Lúc đầu vô Bảy luôn rồi. Được không? Đừng lấy cái cây chứ được. Lấy cây rồi. Lấy cây đó. Cây mập mập á, cây đó đó cục cục đó. Nó còn đánh nó được không? Mới bắt được con cá lóc bự giờ kiếm. Dính thêm cá bự nữa. Một cái đầu Bảy nè. Nè. Chụp vô cái chấm vợt á, chụp vô. Bụng. Bụng nha. Ôi giờ lễ giờ cái hổ lên ngớp rồi dính à. Để đi cái đầu nó lên ngớp lên chụp mà. Hổ mất như mệt. Đụng không chú Bảy? Còn đụng không? Ok, hổ chạy ra. Một hổ quay đầu chụp nó. Cái chê gà đó. Nó nó nó. Gà gà chứ kìa. Chụp cho, chụp cho, bụp cho. Thấy nó ra nó chạy vô hay vậy? Vô là biết. Vô hả? Học rồi. Lấy cái vợt chặn lại. Chạy ra mà ta. Ừ, chạy ra biết rồi. Chạy ra. Đúng ra ngoài không? Mò coi. Quẻ chạy ra thì cũng ngủ không? Đụng nó nè. Chạy ra, phải chạy ra luôn rồi. Chạy nhúc nhích cái vợt ra mà ngủ kèm. Đủ là sống mà vô. Hồ điên cái chê rồi. Hồ ổn gì vậy? Chê không á. Gì hả? Ổn gì vậy? Tao đưa cá nó tổng giờ. Đâu đưa cái kia xuống được. Ê, ê, cái nó chạy nè. Tàu lao. Ủa vậy đó. Ủa thế ra đây giờ kìa con gái. Tàu lao giờ nó chạy nè. Tàu lao. Tàu lao. Ăn mò đụng mượn. Để là cho ra. Nghĩ trước kìa. Nó mới nổng lên nè. Chui á. Để con, để con, để con. Chạy gáo mà được mắt. Đó hả? Kìa, có rồi. Đâu
Hãy lên bờ đi chú Bảy. Chú còn ôi kìa. Thấy chưa, dân Úc là đây, hãy lên bờ chứ phải con lụm với con cá lóc bự luôn kìa. Bởi vậy để lên chú chứ đâu. Nãy nó chạy ra đó. Chạy ra thì chú chở cái cô ấy ra rồi nó mới nổi lên. Chỉ có dân Úc mới bắt được cá chơi thôi. Còn dân Úc qua bò hả dân Úc ơi. Wow, có kìa, kéo cá thì kéo cá. Đây. Chạy vậy hay lắm. Rồi kéo nha. Kéo vô cây. Dạ. Còn cá lóc thì còn còn hả chứ vậy? Lên đây lụm cá chốt luôn, nó lên bờ luôn. Yeah. Còn không? Còn cá lóc bự. Còn cá lóc bự ra anh Bình ơi. Vậy còn nữa hả? Vô, cái giật đi. Hai cái giật nó đi, gọng cá lóc đi chị, có cái gọng không? Nó không có cái gọng. Đây bỏ. Kệ để vô hồn kìa, để vô hồn kìa lại nặng đi. Lấn vô hết thôi. Lấn vậy. Đây. Ôi dạ dạ. Hỏi con cá chốt tụi đi. Rồi nghe nói là quá im luôn rồi chắc chắc cứu cá lóc bự nó không nhảy cái đường mương đó nha. Rồi đưa cái giọt lại bắt cá lóc tiếp. Mai kiếm cá lóc bự. Cây cái nãy đâu? Cây nãy đâu cha? Cây trên chuồng kìa cha. Cây nãy đâu vậy? Mẹ em có thể mất điện mà thấy không? Rồi gì vậy? Bình. Con gì rồi? Con cua nó kẹp. Ai da con cua nó kẹp. Được chưa? Thở dí cá lóc kìa anh Bình ơi. Bị cua kẹp rồi. Kẹp rồi, lấy ra không được rồi. Dính tay luôn á trời. Rồi rồi. Ôm nổi nha kìa. Ba con luôn. Trời ơi, cỡ chút bảy là không được, sao ông Hoàng lại được? Vậy làm sao? Biết ta anh Hoàng bắt được sao em bảy? Ở trong kia luôn á. Nấu tôm nè, mỗi ngày. Cua. Đó, thôi đừng giỡn vậy đi. Dạ, đá chân Bình đi. Cái gì? Cái cây lên Bình lên. Cái cây lên. Chặn đi. Chặn ra đạp lòng vòng nha. Đừng có giật cái nóc ra nha. Rồi, cây đâm rồi, cái cây đâm rồi. Cái gì? Được chưa? Cá lóc vậy vô hàng. Được không? Không lóc mà qua không được dí, bắt không được. Quá dí rồi. Cái này hết chạy rồi, quá dữ này. Chạy này biết được mà. Cá phóng lưng cho mày. Giờ cha anh Bình với anh Hoàng dí bắt con cá lóc luôn. Dạ. Không có tới. À, con cá chê. Cá nó lại dính rồi. Cái này còn nhiều lắm. Cái nè. Dính ốc cái gì? Ủa, cá kìa. Vậy là con cá rô đồng là mới hiếm. Đúng, phải lụm cá lóc nó chạy. Không, không còn, không còn. Đúng rồi, đây đúng. Vậy nó đi hả? Hãy cho nó là. Dạ, hãy trên luôn đi, con bắt cái cho xuồng. Cá chê nghe chị bắt. Nãy đây tôi ủng nó là nó ngủ vô vô đó. Vô, nó ngồi chờ nó ngọt đi, nó chung ra vậy. Chạy cái dạng đây luôn đi. Wow. Chạy đây. Dạ. Dập ở đây ngồi nó ngọt, nó ngủ ngọt lên. Cái lóc nó chụp ra đi. Rồi. Xấu quá. Chỉ có con cái chịu hiểu được đu. Tép đi nhiều lắm. Kìa chị cái xài kìa, tép quá trời luôn kìa. Đâu? Chú Bảy. Rồi nó chui ra rồi đó. Để chị bắt con cá chơi vô hụt. Vô hả? Ủa này ông mộng tới đâu luôn bắt ba. Cá chơi bắt ba. Đâu. Ba hãy lên bờ đây con bắt vô hồn luôn nè. Đây bỏ giận nè. Bỏ giận. Để vô hồn cá chê với cá lóc chung. Chui ra, chui vô lại. Bị động cái chui vô mất vô hả? Được không? Lấy cây nào Hoàng ơi. Bây giờ chân không tới. Chân nó giống mà. Đại đại nó cạn rồi hộp. Sâu giống. Còn cá trong hang không?
na thêm bảy bắt cá nhiệt tình theo phía xa lộn tô với cá. Cá bắt thêm bảy ơi, con cá thêm bảy cá lóc bự luôn kìa. Rồi hết xăng, hết xăng. Dạ. Còn chai nữa. Bơm sáng giờ hết xăng luôn à. Nút trong máy ra. Còn hơn anh Bình. Anh cũng không biết nữa. Học dữ rồi. Còn miếng nhỏ còn đâu có ít chứ. Chắc còn quá. Sợ giống như vậy nè, đừng đi cái. Hai người đi ngược chiều lại rồi kìa, hai người đi ngược chiều. Mấy con cá bự nó đảo về phía sau hết rồi. Ra nó lội ra đó nè. Đúng rồi. Chốt đảo lại. Không chỉ cá thằng kia kìa nó cướp nhiều hết trơn kìa chứ thấy không? Quá trời luôn kìa. Giờ mình chặn ngay khúc này nó dồn qua bến thử. Đụng luôn. Dạ. Tôm nổi ra. Long ơi đi phía sau lụm tôm đi Long. Ô, con cá bông tượng. Hả, có luôn. Cá rộng chung với tôm đi. Rồi còn có nó đem thả hầm. Cái thao nó cạn lắm, phải có cái gì đẩy lên. Cá bông tượng không có nhảy đâu. Chị lại lấy cái sợi. Lên nè. Rồi nó quay sợi. Nó không tụt. Mình nãy nó gần nó vô. Rồi tôm nó đập nữa kìa. Nãy giờ dí kéo bắt đằng kia cá nó vô cái giớn quá trời luôn, cô chú nheo hết trơn. Ở đây là quá trời cá linh luôn. Ờ thôi nguyên bậy luôn hả? Tôm luôn. Tôm vô giớn luôn hả ba? Tôm nhóc cái tôm luôn nè. Quá trời luôn kìa. Cá luôn. Trắng nó ngớt rồi cô chú. Vô cái bầu rồi cho nó bắt tôm đi để tôm nó chết. Dạ, vậy cho ba đổ cái cọng nó lấy cái thao kìa. Màu gì có được. Nhiều lắm. Cái màu luôn. Cái màu luôn. Đây là cá lóc này đã. Đây là cô chú. Đưa sách một thùng cá chơi với cá lóc nè. Nãy giờ mấy chú với anh Bình nè bắt nè, con cá lóc bự quá trời luôn với cá chơi. Giờ nương đem lại gọng bớt. Quá trời ơi, tại nó nghe không kìa. Cái này lạnh quá trời luôn rồi. Quá trời cá trắng rồi. Cái ống lớn này chắc 4 kg. Ủa gì cá gì nó bự bự trời, cá mày cáp hay vậy? Mình thì còn nhóc đi. Còn đâu chứ bảy. Cá lóc bự lắm mà. Dính chưa? Quá trời cá lóc bự luôn kìa, thấy lên. Rồi Vũ lớn rồi đi con ơi. Dạ. Nó chạy hết một con nữa rồi đó. Nguyên ổ cá lóc rồi. Rồi. Cái này đẩy cái xuồng lên mình ấy vô xuồng luôn được ha anh Bình? Được. Lấy xuồng cũng được mà đâu cũng được. Gần quá. Gần rồi vô hao cũng được. Dạ. Quá. Giờ ba kéo tay lướn lên. Quá trời cá linh luôn rồi. Bữa nay tắt về bao quá trời cá luôn. Nè không. Nãy giờ chú Bảy bắt mấy cá lóc luôn rồi. Thả đi Long, thả cá ra lại đi Long. Ồ, có cá chơi. Ủa không phải. Cá dù cám á vậy. Mấy đổ lên xuồng luôn kìa, hốt lên. Dạ trên đây sau lưng thứ bảy thau đỏ. Ủa,
xuống. Quá trời cá linh luôn. Cái chè ngon quá. Cái chè ngon quá. Còn con nữa kìa, có không? Cá này rộng đâu ta? Đây đây nè, anh bữa đem hả? Trong cái bao á, trên cái bao. Nãy em đổ vô cái bao. Hai chị cháu học được gì đó hả? Nó một vợt cá chơi với cá đất luôn. Này mấy ủ mấy khập cá luôn cá linh. Dạ. Còn nhiều dữ lắm luôn. Múc đại hao đó đi cha, được không? Chuyền từ từ. Anh chưa bẫy đồ cá vô nữa. Bò hát ra, tụi bò hát ra. Đưa ra ngoài nước đi. Cá nó vô vớt mà nó vô không nổi luôn kìa. Chú Bảy gắn kiếm cá rô đồng đi chú Bảy. Rô đồng hả? Dạ. Thì gắn kiếm. À, giờ không có con cá rô đồng hết á. Cá chét kìa. Cô đồng ơi, trong lưới chung ra cô đồng ơi. Nãy giờ cái lưới vẫn không dính luôn. Cái cô đồng nó chúi dữ lắm. Nó chúi theo chân á. Tới không? Qua. Dạ, nhóc lên không? Rồi, nó hạ xuống đây. Dạ, đồng quá ơi. Nãy giờ 4 thao, 3 thao rồi. Có 3 ghen không nổi luôn. Cá lăng nữa nè. Mắc tôm đi Long. Ngồi luôn rồi. Tôm nó phóng lên bờ mé nữa rồi. Kìa, nhảy lên mé luôn. Thì tát một lần chưa hết cá mà còn rất là nhiều cá luôn. Quá nhiều luôn. Nhìn mặt con đẹp không? Quá đẹp luôn mấy bạn ơi. Ừ, thả đi cá nó thả đi. Đầy vớ nữa rồi bác ba ơi. Cái vớn nó vớn thằng kỳ ha. Có chút xíu chạy vớn rồi. À, bỏ không là làm. Anh Bình chúng về kiếm cái con đồng anh Bình ơi. Hả? Cái con đồng. Hả? Chắc không có luôn rồi. Con đồng dắt vô ao câu quá. Anh thấy em ngầu vậy không? Anh lúng như là mày. Ây da. Cá rồi mình ơi. Rồi. Giờ giữ em bò đi giữ. Giờ bò giữ rồi. Ở đây nè. Em lên cho mẹ lựa cá luôn. Đi đi xuống. Bữa nay bắt được bà quá trời cá luôn á bà cô chú. Bây giờ 27 rồi bắt mấy cá rô phi vô. Còn cái gọng tôm thì đem ra ngoài sông gọng rồi cho nó sống. Còn nhiều lắm á Linh. Dạ còn nhiều. Cá linh là chắc mấy chục ký. 50 ký, 50 ký đó. Dạ, còn nhiều lắm. Thả chè cá rô phi luôn. Cá rô phi bự thôi, thả cá nhỏ thôi. Dạ. Dạ. Tôm đem lên đó Long. Đem lên cho anh Hai Hoàng. Long.
Đầy xuồng. Ủa đầy thao chứ. Đầy thao. Còn tôm đây nhóc hết trơn nè. Thịt chết. Cái tôm ngợp chết. Mình quậy sình quá nó ngợp á. Hôm nay 27 bắt rồi, thấy còn hầu xuống dưới 27 được rồi. Cái này mỏi lắm ha. Ở đổ tôm. Ở trên có chọc phía tôm kìa, quá trời cộng tôm đổ ra và lựa ra. Lựa tôm ngọt với tôm sống riêng. Đừng có phóng à. Dạ, nó phóng á. Lấy cái thao kìa, bắt ba, bắt ba. Mẹ con đưa thao kìa. Một sợi tôm luôn rồi. Đây nè ông bà cô chú, nãy giờ mẹ trên lựa đè cá dảnh với cá linh. Tại cái hàm mà tại hôm nay chín tôm dữ vậy. Dạ. Này chắc có chục ký tôm không ba? Trên nữa à. Trên. Dạ. Dạ, đây nè ông bà cô chú thì mấy cha con của nuôi hôm nay tắt được bao á, rất là nhiều cá tôm luôn. Bây giờ hai chị em đem ra ngoài đường lộ để bán cho bà con ăn nha. Dạ, đây, một thao cá rô phi luôn. Còn cái này là tôm, cái này tôm bự nha cô chú. Bên đây là tôm dừa dừa, còn bên đó là cá linh, như cá lóc. Hôm nay hai chị em nhóm chờ chiều bán cho bà con ăn buổi chiều. Dạ, nãy giờ mấy cô mấy thím cũng đợi quá trời luôn rồi. Dạ, bốt lỗ đi bốt, mở hàng bốt. Bớt bớt năm, bớt năm rồi. Dạ, mấy cô chú mua. Đợi con nãy giờ. Ê, bán vô 100.000 tôm này đi, bán vô. Dạ, rồi, rồi. Mẹ, hốt nè, hốt vô đi ha, hốt vô. Dạ. Rồi mẹ đưa tiền hối cho thôi. Tôm này chết lại người ta. Để tao hốt, hốt dạ. Bự không á. Chết lại. Nó mới ngợp á, cô hồn bọc không? Tôm nó lên là không có oxy là nó ngợp. Dạ. Chưa chị. Chưa chưa. Gần ký phải không? 120. 120 thì 100.000, 100 gram nó 12.000, 200 gram thì nó 24. Như là 800 gram đi. 800 gram đi. Dạ. 800 gram. 900 gram. 800 gram giữ đi. Bò bò. 900 gram giá đi. 900 gram giá đi. 900 gram. 900 gram được rồi, bớt ổng 112.000 đó, từ 900 thì nó có 89.000 ấy. Dạ đúng rồi, căn 900 gram này mới 800 gram mà. Giá chút đi. Rồi. 900 gram. Từng xanh ha. Được chưa? Được chưa? Yeah. Cái đó này 120, cái này 120. Rồi, rồi 900 gram giác á. Dạ. Cái nhà ơi, thèm tôm bự lắm mà không tiền mua. Dạ. Dạ. Mua bắt năm. Cho bọc ra rau bữa cho ba bắt cốt cái bọc ra. Dạ. Đây cá lóc của Hiếm Hai. Cá lóc thì 100.000 ký, 600 gram. 60.000 Hiếm Hai ơi. Dạ. Này tới của bốt con, bốt cho. Ba cá bự nha. Ba cá bự. Ba cá bự của ai? Thêm thêm một con nữa. Thêm một con nữa hả? Con gì hả? Ba con cá bự của bốt này có bốt mà. Rồi căn có bốt trước đi. Để Hiếm để lựa ba cá bự tiền rồi. Hết chơi con cá bự của người ta. Rồi cảm ơn Hiếm Hai. Còn ở dưới nó lộn lộn ở dưới cô. Chơi quá. Dạ. Rồi này bốt hai con này. Ừ, cái dạ. Ký ba. 30.000 ký, ký nó 30.000, 300 gram 45 300 gram 9.000, con 9.000. Dạ. Nè. Dạ. Có một nhỏ luôn. Dạ, 30.000. Dạ. Đưa thêm 9.000 phải không? Dạ. Dạ. Đây nè, nhỏ luôn rồi. Cái bắt út nè nó. Dạ. Cái này ba con của ai vợ út nhiều. Căn có con chị hai. Ờ cô có hai hả? Ừ. Ký 7. 1 ký gì nữa. 700 gram là 21. 20 cái này nè 50.000. Ba con là 50.000. Rồi với cái này nữa nè chị. Cái nhảy. Dạ bự 30, còn nhỏ 20 bắt chính. 600 gram, thêm con nữa thôi, thêm con cho giác đi. 600 gram nó 12.000. Tôm nè. 12. 12 dưới đó 50 phải không? Dạ. 50 là 62.000. 62 rồi. 12 nãy là 62.000. Này có bắt hút phải không? Có bắt hút. Tôm bà con ơi. Ký yếu bắt út ơi. Như này dạ. Như này 120 này cho cử nè bạn. Dạ. Dạ. Như này 900 gram đi. Này 900 gram 327. Dạ. Giải bắt út 25.000 của anh gì chưa bắt năm. Mua lựa vài con cho mấy nhỏ đó anh. Có bắt út 25.000. Bự nó chết. Cái gì?
Dạ lấy cái bọc đưa bác chính kìa hả? Dây cắt đi cắt cỏ bỏ dây mất tiêu rồi. Mua tôm nó tôm cái bỏ dây cắt cỏ mất tiêu rồi. Mẹ này đi. Này nè mua này 50 ngàn đi. Dạ. Dạ. Mở hàng chính ba con phải không? Con mua mau lắm. Mở hàng rồi. Mở hàng lại. Dạ mở hàng lại. Rồi 50 ngàn chị. 50 ngàn. Dạ. Dạ đúng rồi 60. 400 gram giác. 400 gram giác. 400 gram giác nữa đây. Này giác rồi nè. Thêm 2 con nữa đi. 2 con nữa đi. Dạ. À, còn 6 ngàn rồi, cho bông bữa đầu rồi. Dạ. Cảm ơn. Rồi căng mà bác Út luôn đi cho tính chung bác Út. Chứ mà nấu cơm cho mấy ngày mà cho này chắc tôi 250 gram. Dạ nãy 62 ngàn. 49 ngàn. Chứ rồi. Không có tiền thối vậy. Dạ không có ngàn thôi qua cái Út mình luôn. Dạ cảm ơn bác Út. Dạ cá lá sao à? Dạ cái gì cô? Dạ này dạ tôm ngoài đê á. Dạ 62 ngàn. 62 ngàn. Thôi bằng 8 ngàn thối từng người trước đi. Dạ tôm đó tôm đồng mình mà tôm sông mà trong bờ bao á. Dạ tôm sông ạ. Mấy ký? Không có 1 ngàn rồi con hối gì luôn đi. Có 120 á. Có cha gì không? Dạ không. Có tôm đậu không? Dạ rồi có anh nửa ký tôm này nữa không? Tôm dạ. Căng nó tôm của mình nó căng ha. Dạ tôm mà sông nó vô. Con không biết là phải nó đồng không? Khoai mày sao? Dạ đợi em tôm ngàn. Sao? Cái này bên đây mấy? Làm mấy con lợi cho một con đi. Vậy cái này nửa ký của anh là được hết chưa? Chưa dư rồi. Chưa lộn rồi được rồi giác đi giác đi không? Dạ này một không nửa ký nó bọc gì không ạ? Dạ 150 ạ. Ơ nhảy một con kìa. Nó hỏi này xíu bán sao ạ? Dạ 100 ngàn một ký. Nó lót 100 ngàn á. Dạ này 50 với cái gì của anh đâu? Cái đó nửa ký 60. Quên 60. Đúng rồi. Đắp nè. Sao cái của anh bắt mấy con? 4 con phải không? Dạ chính bắt nè. Chính bắt phải không? Lửa sống. Dạ lửa sống chưa? Lửa sống nè. Rồi này của con nè chị. Ký mốt bây giờ. Nhường ký đi. Nhường ký đi. Nhường ký đi. 30 ngàn. 30 ngàn. Cái nhỏ nè. Dạ cái nhỏ hả? Hai. Nè. Nhỏ gì 20 ngàn. Dạ. Rồi 20 ngàn của bà chị vô gửi mua. Dạ. Linh con bán sao? Cắm tôm của dạ, mình. Dạ cái này 20 ngàn. 20 ngàn. Dạ để con cái một. Đây. À để chị chút nha. Bà sáng không có tay một à. Dạ chưa. Để con dập một ký. Dạ. Tư. Căn cứ cho bà sáu đi. Dạ. Cái này sao bán 20 ngàn đi là có bịch bự đây nè Hiếu. 28 ngàn. 12 ngàn. 28 dưới kia 60 là 88 ngàn. Đây của anh 88 ngàn hả? Cái này 20 ngàn kiếp không? Đúng rồi. Đúng rồi. Vui. Rồi của anh nhiều 88 không? 88 ngàn. Dạ. 600 ngàn Hiếu. Nửa ký 75 ngàn. Cái kia 5 ngàn nữa. 80 ngàn. Dạ 80 ngàn. Rồi rồi cho con tính luôn nha. Có biết đừng tính là 80 ngàn không? Dạ của anh 88 ngàn. Như gì 20 ngàn. Anh kia căng này cái này. Cái linh không thấy gì anh? Ô cái chơi lắm. Cái đó lộn xộn 20 ngàn luôn, căng 20 ngàn. Cái của phong hết rồi. Cho rồi đi kìa. Căng hết tôm cho em đó kìa chị. Nãy tôm nào đâu? Nãy mấy con nào? Dạ đây nè. Cái này của rồi đủ có cô ha đúng không? Dạ. Rồi. Dạ. Cái này tao mua hết rồi chú ơi. Mua hết. Ừ mua hết. Rồi nhận nó nha. Em mua hết. Vậy tiếp này đi đi dự Út. Dạ dạ. Lấy cái bọc bự á. Lấy bọc bự hết. Đây nè, bọc bự. Dạ, đợi con chút kìa bà sáu này nửa ký cho chị. Coi. Hơn rồi. Để nhiều không? Nãy giờ mày không lại mua. Rồi. 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 Dạ. Cái này nữa nãy 88 với 20 quá tùm là 108. Dạ 108. Dạ con cá chơi lóc bảy bắt con lóc ra luôn hả? Cái này dạ. Của em mua hết luôn hả? Này của bà sáu nè chị. Nhiều 200 gram. Dạ 200 gram là 24 ngàn. Dạ 24 ngàn. 24 ngàn này thêm nữa đi nửa ký nữa đi 10 ngàn này yếu hả? Ủa em cảm ơn. Mắt tôi còn mờ cam hơn bà. Đúng không? Nhiều quá anh. Nửa ký không? Đúng rồi. Rồi đó nữa 10 ngàn nữa. 10 ngàn với cái đó. 34 ngàn. Dạ 34 ngàn. Cái này có Dương Út nhiêu chị? Này nửa ký giác nè. 50 ngàn, 60 ngàn. 50 gỡ. Cái đó 500 gửi. Ờ dạ. Như nghe thôi tính nhiêu nữa ký thôi 60 ngàn. Dạ. 60 ngàn. Không mua sao? Rớt rồi. Dạ. Cảm ơn Dương Út nhiều nha Dương Út. Rồi. Này của em phải không? Bọc tôm.
Dạ. Ở đó nhiều. Ở đó cỡ cả ký 8. Ký 8, 1 ký thì nó 150. 150. 800 đến. Chút ra 200 g đi nó 30 ngàn. 30 ngàn. 300 mà chút 30 còn 270. 270. Đúng rồi. 200 ngàn. Đúng rồi, 270 nè. Rồi tôm nó mua này cá hoài quá trời ở đây luôn. Đấy, cũng 6 là 3 con nó xoay. Cô mua phạt nhảy luôn. Rớt tiền. Rớt tiền. Rồi. Cảm ơn em nhiều nha. Đây. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn bà Sáu. Dạ rồi, đủ đủ bà Sáu ơi. Dạ. Uống hết đi chú. Nó xếp xác cho bà. Dạ, hết đi. Con bớt. Con bớt cho, sao rồi. Cái này 2 con 800 g nè. 16 16.000. Đúng rồi. Cái này sao 20 ngàn ký là 16.000. Còn 3 con này của ai ta bắt chín không? Nãy giờ luôn á. Ba bán tôm luôn rồi. Dạ. Rồi cái này nhiêu chị? 300 g. Cỡ nhân trăm đi. 100 ngàn ký. 30 ngàn. Dạ. Cái này 18 ngàn. Ô, dạ. Con này nó mỏng. 16 ngàn. 16 ngàn. Xíu nữa. Là 30. 16 này này như là 3 chục là 46 ngàn. 46 ngàn. Tính dạ, chỉ sao để lộn mấy con 100 dạ. ngàn ký à. Lúc đầu 120 có sao nhiêu rồi. Đúng. Dạ. 46 ngàn ha. Đúng rồi, 3 chục 16 46 dạ. ngàn. Bắt mập hết trơn mẹ con. Rồi, cảm ơn thím nhiều. Dạ. 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 Này của chú hả? Của chú. Dạ. Này ký 2 nè của Bắc Chính không? Dạ. Ký 20. 24.000. Trời văn dữ à. 24.000 Bắc Chính này. Rồi. Rồi cái này của chú nhiêu chị? Cái này 400 g yếu hả? Nhiều hả chú, thêm nữa không? Nửa ký đi 10.000. Nửa ký 10.000 hả chú? Dạ. Thêm ít con nữa. Rồi. Dạ. Của Bắc Chính nhiều quên ta 24.000 đúng không? Dạ. Rồi chị, được chưa? Được chưa? Thêm nữa giác đi. Giác đi, bác không thêm nằm biên không có ngủ. Dạ 10.000. Dạ có 10.000 rồi chú. Chú. Nhà mời luôn. Dạ con hỏi chú là 40. Hai con của bổ. Dạ rồi. Dạ dạ. 40, cảm ơn chú nhiều. Còn bác ơi còn thao cá rô phi, còn cá lóc nữa. Thao. Ồ, nãy giờ quên để cá lóc ra cho mấy cô thấy. Có, mấy cô thấy. 800 gram yếu hả? Như 700 thôi là 14 ngàn. Của bố 14 ngàn. Thôi 36 ngàn thôi. Cái này tai dính cá luôn à. 36 ngàn. Bốt thôi. Rồi, cảm ơn bốt luôn. Cảm ơn bốt. Nước con này sống nè. Dạ. Nô quạt. Đem dịch bọc ra. Con này sống rồi. Để hơi cái nó ngợp nè chút để chắc nước ra mới được. Này con này còn ngớp nè, con này còn ngớp nữa nè. Con này nè. Kìa con đó ngớp nè kìa. Mà nó ú không? Con nó ú không? Con này cũng vậy à. Rồi để lên nữa thôi. 2 ký thôi. Có gì trừ hao nước. Chưa ký 8 còn con nữa. Đâu chưa? Rồi 2 ký gần 2 ký mốt nè, như 2 ký là dạ. 40.000. Này để em ăn con đi. Nè, con là sống nè. 2 ký 40 phải không chị? Đúng rồi. Dạ, gãy. Đem khó lên 10.000. Dạ, rồi cảm ơn anh. Ôi, cá lóc bóng luôn. Cá lóc mạnh ghê luôn á. Dạ đây nè ông bà cô chú, nãy giờ hai chị em dọn ra thì được bà con mua rất là nhiều luôn. Bây giờ còn một mớ cá rô phi, cá lóc với cá linh. Dạ. Để lấy cái xề ấy ra thôi, lấy cái thau sắc nước ra không? Đúng rồi. Dạ, nãy giờ bán quá trời luôn, không biết đường tính luôn. Nó mới nè. Dạ, ui dạ. Ồ, nó nẹt mạnh lắm. Dạ, nó nẹt. Cá rô phi nó nẹt dữ lắm. Cô Năm ơi. Nè, chị nhìn bập cho cô Năm. Cô Năm.
Nhìn cá mắc tiêu mắc cười quá. Mắc tiêu. Mấy một con, một con, hai con. Cả một ký ha. Dạ, rồi để lên thử đi chị. Nhiều. Này thì 900 g nè, thêm con nữa đi. Có một anh hai. Dạ, dạ con. Chị 900 g. 18.000. Mà cái này nó hơi yếu, lấy 17.000. Dạ, 17.000. Con này phải không? Bắt hai con này nè, con bự lắm. Con này phải không? Bắt giùm cho, sẵn tay. Con bắt con này đi nha. Này đi, này uống nè. Dạ. Ôi, cá lóc nó phóng. Rồi, nhiều chị. Kể dựng cá. Cái này cũng y chang hai con này luôn, 900 g yếu nè. 17.000. 17.000 luôn. Thấy rồi. Tí cho Linh vậy. Dạ 20.000. Dạ 20. Bộ bông một cá chạy vô mặn cá một cái. Dạ, cô 17. Thôi đi. 83.000 thôi cho cô Thùy còn. Một ký. Dạ cái gì bà? Cô Phi. Dạ cô Phi 20.000 bà ba. Dạ 8 dạ. 83.000 mà 83. Của con cũng 17.000 luôn. 17.000 nè. Dạ. Đúng không? Phải sẵn tay bắt cho. Bắt liền. Dạ. Bắt cho bà ba luôn. Sẵn tay dơ. Dạ. Mẹ. Ừ. Dạ. Chịu đó cho. Ký này á. Ký con nữa đi. Dạ. Không chứ giờ sao không ăn đủ ký được. Nè, cho rồi. Con đi. Còn nữa ba con. Ừ. Rồi. Rồi chị. Rồi đó. Rồi. Ký mốt nè, như con lấy mà ba ký thôi 20.000. Dạ. Nè, ba mua nữa sẵn tay tôi bắt luôn. Không. Thêm thêm năm bắt cái gì lắm. Dạ. Mấy con thêm năm? Chữ thầy ơi. Không có đâu mua nha. Của con nhiêu? Dạ hai con này ha. Của con 17.000 rồi hai. Con mua thêm con. Bảy hai cái này cái chơi hả chị? 17 của dạ muối. Ừ. Con hói 3.000. Nghe con này nhiều. 3.000. Này. Để tao bóc cho không chịu. Con này dơ nè không chịu. Con gửi con. Không, con dạ. Ăn thêm con này nữa coi. Thêm nữa hả? Rồi. Ủa bà ba mới lấy 20.000 hả con? Thói bà ba 30.000. Thói lại 30. 400. Rồi, cảm ơn bà ba. Bà ba 400 g. 4 nhân 2 là 8.000. Cái bằng này, bằng này, bằng này. Đúng rồi, con này con để riêng của bà ba mà. Đâu, cái này của tôi thấy vậy. Dạ, đúng rồi, cái này của bà ba nè. Rồi chị. Cảm ơn bà ba. Dạ. Nhiều chị? 8.000, 8.000. Thôi là 2.000. Dạ, cảm ơn con Năm. Cái gì? Cá chê. Rồi, cá lóc của Hiếm Năm, cá lóc của Hiếm Năm. Cá gì kể anh ta? 300 g. 30.000. 100.000 ký. Dạ. 30.000. Chợ chiều. Ai dạ. Giống thịt ngồi chợ đó hả? Dạ. Này giống chợ chiều bán chợ chợ mỏ. Cảm ơn Hiếm Năm, Hiếm Năm. Dạ. Thấy thấy người ta mặn cá chạy về mặn cá mình bắt theo. Cái này 400 mấy gram như 400 gram đi. 1 ký đi. Dạ, dạ 1 ký đi 10.000 chị. 10.000. Chưa. Chưa đâu, thêm đi. À, được chưa? Chưa, thêm vài con đi. Nhẹ dạ, nó lên nó nhẹ lắm. Rồi, cái giác đi, 10.000. Rồi, 10.000 với hai con có chê. 14.000. Sáu trăm gram. 12.000. 12 với 14 là 26.000. Dạ. 16.000. Nó là 24.000. Dạ, mời khỏi đi chợ chị Hai ơi. Dạ. Rồi, cảm ơn chị Hai nhiều. Rồi, cảm ơn chị Hai luôn. Ôi trời. Còn bao nhiêu cá nữa là hết rồi cô chú. Bán quá trời bán luôn. Dạ thì nãy giờ hai chị em bán cho bà con cũng quá trời bán luôn cô chú. Giờ này cũng trễ rồi. Bà con cũng mua cá hết rồi. Còn bao nhiêu thì hai chị em sẽ chừa lại ăn nha. Bây giờ hai chị em sẽ bắt đầu đếm tiền coi hôm nay tác vừa bao bán quá trời cá luôn rồi được bao nhiêu tiền. Nãy mẹ đưa tiền thối là 70.000 rồi thôi. Giờ nương đếm tiền xem thích nhất là khúc đếm tiền bán nãy giờ quá trời luôn. Nay có tiền lớn nè. Nay nhờ bán tôm nhiều. Nay hai chị em vô nhóm chiều chiều bán. Quá trời giấy ngâm nè. Ủa, nhiều lắm luôn hả? Chị tưởng không nhiều chứ. Cái này bán tôm, bán cá lóc, cá rô phi, rồi cá linh. Đủ loại cá hết. Ừ.
chen vô. Cho 10.000. Hết chưa? Với 5.000. Này còn chừa tôm nhiều lắm luôn. Còn chừa lại nữa, bán chưa có bán hết. Bán chỉ một mớ hồi sáng được cái mà. Lên chợ bán bác đi chợ bán thêm. 2, 4, 6, 8, họ quên. Rồi, giờ nương đếm xem coi được bao nhiêu tiền nha. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 triệu. 1 triệu mốt. 1 triệu mốt rồi nè thôi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 89 ngàn. 1 triệu 189 ngàn. Trời ơi, trời tiền luôn. Tác 13 qua bắt nhiều cá tôm mới bán được rất là nhiều tiền luôn cô chú. Thấy hàm luôn. Dạ, hôm nay thì mấy cha con tác 13 bắt cá thì nương cũng đem vô đường lộ bán cho bà con ở xóm ăn. Nãy giờ bán cũng quá trời luôn rồi, cũng còn mớ cá nữa hết rồi. Giờ hai chị em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ xin chào.